Quên, nãy chưa có bấm ghi âm quay phim lại. Thì sẽ lặp lại câu hỏi nha. Thì cái câu hỏi này đó là hỏi là tại sao biết là kết hôn là khổ mà vẫn chọn kết hôn. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật nói là không thấy một cái hình ảnh nào, ta không thấy một hình ảnh nào mà nó hấp dẫn, nó nắm bắt cái tâm của người đàn ông hơn là hình ảnh người đàn bà. Ta không thấy một cái mùi hương, một cái âm thanh, một cái sự xúc chạm nào nó hấp dẫn người đàn ông hơn là mùi hương, là âm thanh, là sự xúc chạm của người đàn bà. Ta không thấy một cái suy nghĩ nào mà nó hấp dẫn người đàn ông hơn là suy nghĩ về người đàn bà. Cũng vậy đó, đối với người phụ nữ thì ta không thấy một hình ảnh nào nó hấp dẫn người đàn bà hơn là hình ảnh một người đàn ông. Ta không thấy một mùi hương, một âm thanh, một sự xúc chạm nào hấp dẫn người đàn bà hơn là mùi hương, là âm thanh, là sự xúc chạm của người đàn ông. Ta không thấy một suy nghĩ nào nó hấp dẫn, nó nắm bắt hoàn toàn tâm của người đàn bà hơn là sự suy nghĩ về người đàn ông. Cho nên cái sự hấp dẫn khác giới nó là đặc điểm chung của chúng sanh ở cõi dục, và chính vì đó là đặc điểm nổi bật nhất của chúng sanh ở cõi dục á, cho nên nó cột trói, nó khiến cho chúng sanh cứ ở đó, nó không có đi nữa, không đi chỗ khác. Thành ra cái số người mà đi đến cái con đường giác ngộ, đi đến cái bến bờ giải thoát nó rất là hiếm, hiếm lắm quý vị, ít ghê lắm. Còn cái số người mà không đi đến được cái bờ giải thoát á, nó nhiều. Cái sự so sánh này á, nói ít và nhiều ở đây nó còn là một sự khiển. Tại vì sao? Bởi vì á, cái số chúng sanh á, mà đưa đến cái sự giải thoát nhờ cái sự ly dục đó, là có giới hạn. Mỗi một lần một vị chánh đẳng chánh giác ra đời đó, thì số chúng sanh có thể ly dục tu tập đưa đến cái sự giải thoát nó là có giới hạn. Nhưng mà số chúng sanh á, mà không được như vậy, vẫn đam mê trong các dục à, thì đến với đạo thì biết đạo vậy thôi, chứ còn vẫn còn ham chơi, rồi số rất nhiều thậm chí không biết đạo là gì đó, thì con số đó là vô số, không thể đong đếm được, không thể đo lường được. Cho nên á, cái người mà họ biết là yêu nó là khổ mà kết hôn nó còn khổ nữa, nhưng mà họ vẫn không thể nào thoát khỏi cái lưới bủa vây của phiền não, cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Cái chuyện mà quý vị không bị ám ảnh bởi các cái dục á, không bị ám ảnh bởi vấn đề giới tính, không bị ràng buộc bởi hôn nhân, không bị ràng buộc bởi tình yêu đôi lứa đó, nó là chuyện phi thường. Còn cái chuyện mà quý vị bị ràng buộc, bị lôi kéo, bị chết dính ở trong đó là cái chuyện hết sức bình thường, tại vì chúng sanh hầu hết nó là như vậy đó. Thành ra không có cái gì mà mình phải băn khoăn hết, tại vì vốn dĩ chúng sanh là bị hấp dẫn bởi dục. Chỉ có một số rất ít những chúng sanh thoát được, tìm cách thoát được. Tại sao thoát được? Do hiểu các dục là khổ, do hiểu sự chìm đắm, sự đam mê cho các dục là không thể tránh khỏi sự khổ. Khổ là khổ do đâu? Thứ nhất, khổ do tìm cầu, khổ do mình phải tìm kiếm. Ủa, tình yêu đâu tự nhiên tới? Để quý vị, có những người họ khổ bởi vì họ không tìm được một người vừa ý đó. Thứ nhất là khổ do họ phải tìm cầu, thứ hai đó là họ khổ do họ phải gìn giữ. Cưới nhau về đi đó, cưới phải cái người á, mà mình ghen suốt ngày suốt đêm á, là cũng khổ. Mà cưới phải cái đứa mà nó xấu quá, nó tệ quá, mình không cần phải ghen á, nó cũng khổ đó, phải gìn giữ. Mà có suy nhớ như thế này, mình
hấp dẫn nhau bằng cái gì thì mình phải gìn giữ nhau bằng cái đó. Ví dụ như một người nam và một người nữ hấp dẫn nhau mà để có được nhau á, bằng đồng tiền, thì họ phải níu kéo, phải giữ nhau bằng đồng tiền. Một người mà họ hấp dẫn nhau bằng cái sắc đẹp á, để mà họ đến được với nhau, thì họ phải gìn giữ nhau, có được nhau, bảo vệ được nhau bằng cái sắc đẹp. Còn một khi cái sắc đẹp nó không còn nữa đó, thì tự nhiên là cái tình cảm nó cũng không còn nữa, nó bị lung lay. Hoặc là hấp dẫn nhau bằng đồng tiền á, thì khi mà đồng tiền nó không còn nữa đó, thì cái tình cảm nó cũng đưa đến cái nguy cơ bị hủy hoại. Đó. Chỉ có những con người á, họ hấp dẫn nhau bằng đức hạnh á, thì họ mới cần phải gìn giữ nhau bằng đức hạnh. Thì đó là một cách an toàn. Đó là một cách an toàn. Bởi vì ngay cả như Bồ Tát thì cũng có ngài Bà Gia Du Đà La đó, rồi chư Bồ Tát chánh đẳng chánh giác luôn luôn có một người phụ nữ hầu cận để giúp ngài hoàn tất ba la mật. Nhưng mà đó, hai người đó hấp dẫn nhau không phải bằng quyền lực, không phải bằng tiền bạc, không phải bằng sắc đẹp. Mặc dù á, những con người đó trong cái con đường tu tập họ luôn luôn tột đỉnh về sắc đẹp, tột đỉnh về quyền lực, tột đỉnh về tiền bạc, nhưng họ không hấp dẫn nhau bằng cái đó, mà họ hấp dẫn nhau bằng giới hạnh. Cho nên cái kiếp nào mà Bồ Tát là vua thì bà làm hoàng hậu, kiếp nào Bồ Tát xuất gia thì bà cũng xuất gia, kiếp nào Bồ Tát chứng sơ thiền bà cũng chứng sơ thiền, kiếp nào Bồ Tát chứng phi tưởng phi vi tưởng bà cũng chứng phi tưởng phi vi tưởng, kiếp nào Bồ Tát lên làm Phạm Thiên bà cũng lên làm Phạm Thiên, kiếp nào Bồ Tát đi xuống địa ngục thì hình như bà cũng đi xuống theo. Cái nghiệp của cái người phụ nữ mà hỗ trợ một vị Bồ Tát á, nó gần như tương đương với vị đó, gần như tương đương với vị đó. Nhưng mà cái lý tưởng để vị Bồ Tát hành các ba la mật là để bổ túc ba la mật thành một vị chánh đẳng chánh giác. Còn cái lý tưởng của người phụ nữ mà hầu cận Bồ Tát á, là chỉ vì Bồ Tát thôi. Chính vì cái lý tưởng khác nhau cho nên cái quả đắc cũng khác nhau. Bà Gia Du Đà La đó, kể từ khi được Đức Phật Nhiên Tâm Thọ Ký đó, bà tu và vẫn vun bồi ba la mật trong suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có nghĩa là thời gian tương đương với Bồ Tát của mình. Nhưng mà Bồ Tát, do lý tưởng của Bồ Tát là vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên ngài thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Còn lý tưởng của bà Gia Du Đà La đó là vì Bồ Tát cho nên bà mới vun bồi ba la mật, cho nên bà chỉ trở thành một vị thánh ni A-la-hán thôi. Quay trở lại vấn đề, cái khổ ở đây đó là khổ của cái chúng sanh là phải gìn giữ nhau. Chúng ta thu hút được nhau bằng cái gì thì chúng ta phải gìn giữ nhau bằng cái đó. Thu hút nhau bằng tiền bạc thì phải gìn giữ bằng tiền bạc. Mà xin thưa quý vị, tiền bạc có bao giờ mà nó có hoài đâu, rồi cũng sẽ có lúc nó suy sụp. Hấp dẫn nhau á, bằng cái sắc đẹp á, thì cũng phải gìn giữ nhau bằng sắc đẹp, rồi tới lúc cái nhan sắc tàn phai, nó đẻ một lứa hai lứa, nó bắt đầu nó xề ra. Rồi đàn ông thì bắt đầu nhậu nhẹt, rồi giao tế, rồi không còn cái phong độ đàn ông nữa, thì họ sẽ bị hấp dẫn bởi những con người khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình. Chỉ có đó, hấp dẫn nhau bằng cái giới hạnh á, thì nó mới xem như là tương đối an toàn. Nhưng mà nó chỉ dành cho những bậc vĩ nhân thôi. Xin thưa quý vị, hỏi coi thực tế ở ngoài thế gian nó bao nhiêu người nam nữ hấp dẫn nhau bằng giới hạnh, chứ không phải hấp dẫn nhau bằng những cái lạc thú giác quan. Hiếm lắm, hiếm lắm. Làm sao mà được như là ngài Maha Kassapa, là ngài Đại Ca Diếp á. Cái kiếp nào mà ngài lên làm Phạm Thiên á,
thì cái người phụ nữ mà hầu cận ngài á, vẫn lên làm phạm thiên, rồi cái kiếp nào mà ngài xuống làm con người loài người thì bà cũng xuống làm loài người. Rồi do cái nhân duyên quá nhiều đời gần gũi với nhau như vậy đó, cho nên á, là hai người vẫn đến với nhau, vẫn kết hôn với nhau. Nhưng mà hai vị đó quy định với nhau là chúng ta đến với nhau là vì nghĩa vụ thôi, chứ không phải là vì thỏa mãn cái vấn đề giới tính. Cho nên á, đêm động phòng hoa chúc, hai người nằm gần nhau mà không có một cái suy tư gì về tính dục đó. Và sau đó thì hai vị xuất gia, bởi vì thấy là cái cuộc sống tại gia nó không có phù hợp, cái gì nhắm cũng gì làm được cái chuyện đó hay không. Mà mình không phải cái hạng vĩ đại như Bồ Tát, không phải hạng vĩ đại như bà Yayudhala, thì làm ơn làm phước, biết khổ thì tránh khổ. À, còn như sư nói đó, đa phần chúng ta là bị hấp dẫn nhau do cái vấn đề giới tính, về vấn đề tính dục, chứ không phải hấp dẫn nhau về vấn đề giới hạnh. Cho nên thôi đừng ảo tưởng nữa. Rồi câu hỏi thứ hai. Chào sư, sư con có một thắc mắc. Con nghe sư giảng trên YouTube, một người phạm năm giới thì không thể chứng đắc đạo quả vì không có an trú trong thiền định và thiền quán được. Con có phạm giới nói dối, sau này khi biết được con đã rất hối hận và cố gắng không phạm giới nữa. Hằng ngày con đều cố gắng chú ý để giữ gìn năm giới được trong sạch. Con cố gắng làm các thiện pháp để cung bồi ba la mật. Vậy thì khi con hành thiền Vipassana, con có tiến bộ được không ạ? Thì xin thưa với quý vị đó, như sư đã nói, cái người phạm năm giới thì không thể nào đi đến cái sự chứng đắc đạo quả, đó là điều chắc chắn. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có một đoạn như thế này: một vị tỳ kheo khi mà giữ gìn các cái giới trọng, mà lỡ mà nếu có sơ suất gì đó, các cái giới khinh á, những cái giới nhẹ đó, thì vị đó vẫn có cơ hội chứng đắc đạo quả. Nhưng mà đó là dành cho một vị tỳ kheo chứ không dành cho cư sĩ. Bởi vì một vị tỳ kheo á, những cái giới, sư lấy ví dụ cho quý vị biết là những cái giới khinh của một vị tỳ kheo là những cái giới như thế nào. Ví dụ như khi ăn thì không làm để cho xuất hiện cái tiếng hút nó sột soạt. Ví dụ như khi mình uống canh, uống nước thì không để nghe cái tiếng rột 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 thì không có được. Đó là giới nhẹ. Rồi khi mà đi á, thì đi vào trong xóm làng thì không có được nhìn lên nhìn xuống, không được nhìn tới nhìn lui, có nghĩa là con mắt không được láo liên á, thì đó là giới nhẹ. Khi ngồi, nhất là ngồi ở trong nhà của Phật tử á, không được ngồi bó gối, đó là giới nhẹ. Thì sư hỏi quý vị đó, những cái giới nhẹ đó nếu như mà một vị tỳ kheo mà lỡ mà không có giữ được á, thì cũng Đức Phật nói là vẫn có cơ hội chứng đắc đạo quả. Quý vị thấy hợp lý hay không hợp lý? Đúng không? Tại vì những cái giới đó là những cái giới một vị tỳ kheo giữ được thì rất là tốt, nhưng mà nó không nghiêm trọng tới mức mà lỡ phạm rồi là không thể chứng đắc đạo quả. Còn những cái giới nghiêm trọng, bốn giới bất cộng trụ, giết người, trộm cắp đủ truy tố, chia rẽ tăng đoàn, quan hệ tính dục, và thứ tư là nói dốc cái pháp thượng nhân, có nghĩa là không chứng mà nói chứng, thì đó là những cái lỗi nghiêm trọng.
Rồi 13 cái lỗi tăng tàn thì nó cũng là những cái lỗi nghiêm trọng. Ví dụ như trong số đó là có cái tội là chia rẽ tăng chúng, thì cái lỗi đó là cái lỗi đi địa ngục, không thể thay đổi được. Đó. Cho nên đó là những giới trọng. Thì ngay cả một vị tỳ kheo mà phạm những giới trọng đó thì cũng không, mà không sám hối được á, 13 cái tội tăng tàn mà không sám hối được thì cũng không thể chứng đắc đạo quả. Còn phạm 4 cái giới bất phụng trụ là chắc chắn là không thể chứng đắc đạo quả, không thể sám hối. Đó. Thì đó mới là giới trọng của tỳ kheo. Còn cư sĩ quý vị đó, quý vị có 5 giới à, quý vị có 5 giới à. Cho nên nếu quý vị chỉ cần phạm một trong số đó là quý vị không có khả năng chứng đắc đạo quả. Nó giống như một cái ngôi nhà mà một cái ngôi nhà lớn mà nó có hơn 200 cái cột, có cột lớn, có cột nhỏ, cột trụ thì nó bự, còn cái cột nhỏ nó có thể là nó nhỏ thôi. Thì giả sử như nó gãy một vài cái cột nhỏ đó thì nó cũng không tới mức mà nó khiến cho tòa nhà sụp đổ, trừ khi mà nó gãy những cái cột trụ lớn thì nó mới khiến cho một cái tòa nhà sụp đổ. Còn một cái căn nhà nhỏ đó mà nó chỉ có 5 cây cột thôi thì chỉ cần nó sụp bất kỳ một cây cột nào nó đều khiến cho căn nhà sụp đổ. Cho nên đó là sự khác biệt giữa cư sĩ và một vị tỳ kheo. Cho nên nếu quý vị có 5 giới hà, thành ra quý vị phải giữ cho bằng được. Và khi mà quý vị phạm giới đó thì cái chuyện mà phạm giới nó khiến cho cái tâm xuất hiện cái sự ăn năn ve vứt, và chúng ta gọi là cái sự trạo hối đó. Và cái trạo hối đó nó trở thành một cái truyền cái, mà chính do truyền cái cho nên là cái chuyện tu tập của chúng ta nó không đem lại hiệu quả. Nếu như mà quý vị chỉ tu chơi thôi đó, có nghĩa là hít thở thì cũng hít thở như người ta, rồi đi thiền cũng nhất bước đạp rồi nhất bước đạp, thì theo kiểu phong trào á thì quý vị không thấy gì hết. Tại vì vốn dĩ tu theo cái kiểu phong trào đó là nó tu cho có đó, tu có hình thức, thì quý vị sẽ không thấy được cái sự khác biệt, không thấy được sự khác biệt. Nhưng mà khi quý vị đi dần vào những cái tầng bậc thâm sâu hơn của việc hành thiền á, thì quý vị sẽ thấy được cái sự nghiêm trọng của vấn đề phạm giới. À, mà sư nói cư sĩ quý vị có 5 giới thôi. Nếu như á, mà quý vị còn phải đi làm, còn phải đi làm á, thì ít nhất á, khi mà quý vị phạm giới á, sư thắc mắc là tại sao quý vị không đi sám hối. Trong tạng luật á, nó có một cái đoạn là người hàng cư sĩ á, hàng cư sĩ khi mà vị đó phạm giới, vị đó đến đảnh lễ với Đức Thế Tôn. Cái này là trong tiểu phẩm tạng luật, tiểu phẩm ngài Yên Tát Chanh Đá dịch, hình như là tiểu phẩm 2 đó, tiểu phẩm 2. Thì một vị cư sĩ sau khi phạm giới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn ghi nhận là con biết rõ là con đã phạm giới, xin Đức Thế Tôn ghi nhận cho điều đó. Và chính do cái sự nhận biết lỗi lầm là lỗi lầm đó, nó sẽ giúp cho con ngăn ngừa những cái lỗi lầm tương tự như vậy về sau. Và sau đó vì đó xin giới trở lại để cho làm trong sạch giới trở lại. Nó có hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhất là cái chuyện sám hối đó, không phải là để cho Đức Phật không, thậm chí bây giờ quý vị đến sám hối với Tam Bảo thì không phải để Tam Bảo xá tội lỗi đó cho quý vị ha. Không phải để cho Tam Bảo xá cái tội lỗi đó cho quý vị, mà là để một vị có đức độ á, như là Đức Phật, như là Tam Bảo, một vị có đức độ chứng minh là quý vị nhìn nhận rõ cái tội lỗi đó, và quý vị cam kết là quý vị sẽ không phạm cái lỗi tương tự nữa trong tương lai. Nhờ như vậy đó thì
cái sự cạo cử nó chấm dứt. Và sau đó quý vị thọ giới trở lại nhằm mục đích quý vị có được năm giới trong sạch. Nó là cái nó mới là cái kiểu sám hối đúng đắn, chứ không phải như cái kiểu sám hối bây giờ mà thiên hạ vẫn cứ làm ầm ầm. Đó là gì? 14-30 lên chùa tụng kinh sám hối, tụng kinh xong rồi xin giới, rồi xin xong rồi thì về thì đâu diễn vào đó. Có nghĩa là miệng thì xin chứ còn trong bụng thì không có thật lòng là mình hứa với bản thân là không bao giờ phạm cái lỗi tương tự nữa, không có. Đó. Cái sám hối của mình bây giờ là cái sám hối ở trên môi. Mà xin thưa với quý vị, cái tâm lý mà coi thường giới đó, cái tâm lý coi thường giới nó là cái tâm lý dẫn đi địa ngục. Mà cái chuyện quý vị giữ giới á, dù cho có là Phật tử hay không là Phật tử, dù cho có biết giới hay không biết giới, phạm rồi vẫn đi địa ngục như nhau. Nhưng mà do đâu mà hàng như vậy thì cái người Phật tử á, khác những cái đạo khác, ví dụ như đạo Hồi, đạo Ấn, rồi đạo nước sôi nước lạnh gì đó, nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ những cái tôn giáo khác có thể họ không coi đó là cái chuyện lỗi lầm. Phạm giới thì vẫn phạm nhưng họ không coi đó là chuyện lỗi lầm. Ví dụ như đạo Hồi họ xem cái chuyện là ôm bom tự sát, giết người đó thì nó không phải là một cái lỗi. Đó. Nhưng mà mình theo đạo Phật đó, thì mình biết cái chuyện mà sát sanh nó là một cái lỗi. Và chính vì biết nó là lỗi đó, cho nên khi mà phạm lỗi thì chúng ta có được cái sự ăn năn ray rứt. Mà chúng ta có thuật ngữ chuyên môn có nghĩa là có tàm úy. Chính nhờ có tàm úy cho nên đó, quý vị mới ngăn ngừa được cái chuyện phạm lỗi nó về sau. Đó. Cho nên một đặc điểm đáng quý của Phật tử, của hàng cư sĩ nó là gì? Đó là họ có tàm có úy. Cái thứ hai là ngay cả đối với người cư sĩ phạm giới, cái điểm đáng quý thứ hai của họ là gì? Họ có đức tin nơi Tam Bảo. Chính vì họ có đức tin nơi Tam Bảo đó, cho nên đời sau kiếp khác do trả các cái ác nghiệp thì họ vẫn khổ. Chứ sư không nói là cái chuyện quý vị có đức tin nơi Tam Bảo rồi là quý vị né được nghiệp nha, sư không có nói. Quý vị sát sanh thì quý vị vẫn yếu thọ, quý vị trộm cắp quý vị vẫn nghèo đói đó, quý vị tà dâm thì quý vị vẫn là có các cái vấn đề tùm lum tùm la hết. Nhưng mà nó được cái gì? Khi mà quý vị chịu những cái quả khổ á thì quý vị có khuynh hướng tìm về Tam Bảo. Như sư nói được rồi, khổ quá biết về chùa níu cái áo của Phật, níu cái y của Phật. Khổ quá biết về chùa cúi đầu lạy Phật. Khổ quá tìm cái nơi nương tựa là nơi Đức Phật. Đó. Cho nên chính nhờ quý vị khổ mà quý vị biết quay về nương tựa nơi Đức Phật đó, quý vị còn có cơ hội đi lên. Còn có những người họ không có cái sự nương nhờ nơi Tam Bảo, đời sau kiếp khác họ khổ, họ thà chết thì họ không biết vô chùa. Và chính vì vậy đó, họ không có cơ hội làm các việc phước thiện, không có cơ hội cải thiện cuộc sống của họ. Do đó dù cho cái người cư sĩ mà phạm giới thì dù sao nó vẫn đáng quý hơn là một người ngoại đạo mà phạm giới. Đương nhiên có một số ít người ngoại đạo nhưng mà họ có tàm có úy thì thôi mình không nói tới. Một điều nữa đó là cái này là sư đã nói rồi, có nghĩa là khi phạm giới thì chắc chắn nó sẽ trạo hối. Và khi trạo hối như vậy đó, quý vị hành thiền tứ niệm xứ hay là hành thiền chỉ đi nữa nó cũng không tiến bộ được. Nó tiến bộ đến một cái mức độ nào đó là quý vị phải giữ giới thôi. Sư lấy ví dụ. Nói là nó không tiến bộ cũng không chính xác. Nó có tiến bộ nhưng tiến bộ có giới hạn. Sư lấy ví dụ. Một cái căn nhà đó mà nó... Sư lấy giả dụ là bây giờ cái căn nhà của mình là nó có 4 cột.
nó có bốn cột thì nó tương ứng với năm cái giới đi, giới ví dụ. Nhưng mà vì lý do nào đó một cột bị gãy thì nó không còn xây được một căn nhà nữa, nhưng mà ít nhất là quý vị che đắp tạm bợ, sau đó nó vẫn thành một cái lều, một cái chòi, nó có thể che nắng che mưa bằng ba cái cột. Cho nên nói là nó không có tác dụng thì không đúng, nhưng mà tác dụng của nó rất là hạn chế rồi. Nên thành ra đó, cái chuyện mà quý vị mất một giới mà quý vị hành tứ niệm xứ được thì có được, nhưng mà cái được đó nó rất là hạn chế. Sư phải nhấn mạnh nó rất là hạn chế, không phải không có, nhưng mà có nhưng mà rất hạn chế. Cho nên ráng giữ giới, mà giữ không được thì phải sám hối và ráng làm sao đó không phạm giới nữa, thì quý vị mới có thể tiến bộ được trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, cho con hỏi, khi ngồi thiền hơi thở nhiều hơn, trong thời thiền bị phóng tâm liên tục khoảng 15 phút mới nhận ra là bị phóng tâm và tiếp tục theo dõi, nhưng lại phóng tâm tiếp. Thời thiền đó không theo dõi được tí nào. Có những thời thiền tâm con lo lắng bất an chuyện gia đình, công việc, bệnh tật, con cũng không theo dõi được hơi thở ra vào. Con tự nghĩ coi như đã lãng phí mất một buổi thiền. Hàng ngày con đi làm, con chỉ mong đến tối để ngồi thiền được, nhưng đến khi ngồi thiền con lại không theo dõi được hơi thở. Mỗi ngày chỉ ngồi được 20-30 phút. Sư giải đáp thắc mắc này giúp con. Thì thưa quý vị, có một điều có lẽ như sư nói rồi mà quý vị không có để ý lắm, đó là các cái đề mục thiền tứ niệm xứ, bao gồm thiền chỉ và thiền quán, hầu hết là dành cho hàng xuất gia chứ không phải dành cho hàng tại gia. Hàng cư sĩ tại gia đó muốn hành tứ niệm xứ hoặc là hành thiền chỉ trong những cái điều kiện rất là hẹp hòi, rất là ngặt nghèo. Điều kiện thứ nhất là họ phải có một đời sống ly dục đó, có nghĩa là một đời sống mà độc thân, độc cư, mặc dù là cư sĩ nhưng là họ có một đời sống độc cư hay một đời sống ly dục, ít muốn biết đủ. Đó là điều kiện ngặt nghèo thứ nhất. Nếu không được như vậy nữa thì họ phải chỉ có thể hành được trong các ngày bát quan trai giới thôi. Do đó tại sao hàng cư sĩ có những ngày trai giới là như vậy? Trai giới thì có khi á, là họ giữ trai giới trong 2 ngày mỗi tháng là 14-30, hoặc giữ trong 4 ngày mỗi tháng là 14-15-29-30, hoặc là giữ trong 8 ngày mỗi tháng, hoặc là giữ 10 ngày mỗi tháng, hoặc có khi là họ giữ như là sắp tới là chư tăng vô hạ, thì có một bộ phận cư sĩ họ có thể giữ trai giới trong 1 tháng, có thể giữ trai giới trong 3 tháng đó. Thì khi họ giữ trai giới như vậy thì họ có được cái sự ly dục tạm thời, nhờ sự ly dục tạm thời đó mà họ có khả năng tu tập thiền chỉ, thiền quán, và khi đó họ mới có tiến bộ. Do đó Đức Phật trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật mới nói đó, người mà hành trì tứ niệm xứ mà miên mật á, thì trong vòng 7 ngày thì cũng có thể chứng đắc đạo quả. Nhưng mà nhấn mạnh là hành đúng nha, hành đúng mà hành miên mật đó. Còn cư sĩ quý vị đó mà quý vị không làm được như vậy thì làm ơn nhớ đến một cái bài kinh khác nữa. Khi mà Đức Phật, khi Bồ Tát quyết định vào rừng Khổ Hạnh Lâm Uruvela đó để mà Ngài hành khổ hạnh, thì Ngài có suy nghĩ như thế này, mà sau này Đức Phật
Ngài lặp lại để Ngài nhấn mạnh cái sự quan trọng của tinh tấn. Ngài đưa ra những hình ảnh như sau. Giống như một cái cây, một cái khúc gỗ, một khúc gỗ mà bị nhúng xuống nước, nó ướt đẫm như vậy đó, thì cho dù có nỗ lực mà xoay xoay cây gỗ, mà xoay lấy lửa đó, quý vị biết hồi xưa người ta xoay gỗ lấy lửa mà, thì cho dù có nỗ lực xoay đi chăng nữa đó, thì cũng không thể nào tạo ra lửa được. Nó cũng ví như là một người mà cái nội tâm của họ nó chìm đắm trong các dục á, thì dù cho họ có nỗ lực như thế nào đi nữa, họ cũng không thể chứng đắc đạo quả. Cái thứ hai đó là một cây gỗ mà vớt từ dưới nước lên mà nó vẫn còn ướt nhem như vậy đó, mà dù cho họ có nỗ lực họ xoay á, thì cũng không tạo ra lửa. Nó cũng ví như một người họ không sống cái đời sống tại gia hưởng dục nữa, mà họ sống một cái đời xuất gia, nhưng mà nội tâm của họ vẫn còn chìm đắm trong dục. Nó là thoát khỏi mặt nước rồi, nhưng mà vẫn nội tâm của họ vẫn còn chìm đắm trong dục, thì dù có nỗ lực đến đâu chăng nữa, họ vẫn không thể chứng đắc đạo quả. Hình ảnh thứ ba là cái hình ảnh một cái khúc gỗ được vớt lên trên khỏi mặt nước, được để khô ráo rồi, không còn nước nữa, thì khi đó vị đó nỗ lực, nhưng mà nỗ lực cái lửa, cái gỗ nó vừa nóng một tí xíu thì vị đó nghỉ. Có nghĩa là vừa xoay 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 một tí xíu á, cái gỗ nó vừa nóng tí xíu á, vị đó nghỉ. Rồi sau đó vị đó xoay nữa, xoay tiếp, nhưng mà đang xoay như vậy vừa nóng thì vị đó lại nghỉ. Thì Đức Phật nói người như vậy họ cũng không thể tạo ra lửa được. Cũng giống như một người sống một cái đời sống xuất gia, tránh khỏi được cái đời sống tại gia hưởng dục, nội tâm của họ đó không có bị ô nhiễm bởi các dục, nhưng mà khi họ nỗ lực chỉ một chút xíu thì họ lại ngưng. Họ không có được sự nỗ lực liên tục thì họ cũng không thể chứng đắc đạo quả. Là cái kiểu gì nói là một ngày tu mấy tiếng đồng hồ đó, đó một ngày ngồi thiền 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng gì đó, rồi sau đó nghỉ, là cái kiểu đó Đức Phật nói cũng không thể nào chứng đắc đạo quả được. Chỉ có cái kiểu thứ tư, có nghĩa là cái khúc gỗ nó được vớt lên, được để khô, được cố gắng liên tục. Khi mà xoay gỗ như vậy đó, cây gỗ nó nóng lên vì đó vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục xoay 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 xoay, thì như vậy với sự cố gắng liên tục đó, vì đó có thể tạo ra lửa. Cũng vậy, cũng như một người từ bỏ cái đời sống hưởng dục tại gia, vì đó hướng đến cái đời sống ly dục xuất gia, và khi xuất gia như vậy á, vị đó cũng không loại khỏi cái tâm của vị đó những cái tư tưởng về dục lạc, những tư tưởng về hưởng thụ. Và khi vị đó hành thiền á, vị đó hành thiền một cách miên mật, nỗ lực liên tục, không có sự ngơi nghỉ, thì chính vì cái sự nỗ lực liên tục như vậy á, vị đó có thể chứng đắc đạo quả. Thành ra đúng quý vị thấy là quý vị ở trong cái dạng nào, ở trong bốn cái thứ này. Thứ nhất ha, cư sĩ tại gia. Mà tại gia hỏi gì, tại gia có hưởng dục hay không hưởng dục? Tại gia có hưởng dục. Tại gia có hưởng dục. Quý vị hành thiền, quý vị hành theo kiểu gì? Hành thiền theo cái kiểu là cái gỗ nó vừa nóng lên tí xíu là mình nghỉ. Thì cái kiểu đó hỏi quý vị, có quý vị được cái gì ở trong cái giáo pháp này? Chứng đắc đạo quả không miễn rồi đó. À, miễn rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì có còn hơn không. Dù sao quý vị một ngày như vậy đó, có được 15-20 phút mà quý vị có cái thiện chí, nhà sư chỉ nói đơn giản quý vị có thiện chí thôi, có thiện chí ngồi thiền, có thiện chí hành thiền, thì cái thiện chí đó bản thân nó cũng là công đức.
nó cũng là cái phước thiện. Bởi vì sao? Bởi vì ít nhất một ngày quý vị có dành ra một cái khoảng thời gian nhỏ nhoi để quý vị ráng làm sao để quý vị ly dục, để quý vị ráng làm sao để mà quý vị hướng đến cái sự giải thoát. Nhưng mà đương nhiên cái sự hướng đến, cái sự ráng nó chỉ là cái thiện chí thôi. Nhưng mà có còn hơn không thì nó vẫn tốt hơn là một người không có tu tập gì ráo rỗi hết trơn nha, mà suốt ngày chỉ biết hưởng thụ mà không biết tu tập, không biết làm các cái thiện pháp. Cho nên á, nếu mà lôi hai cái con người tại gia cư sĩ, một người ít nhất một ngày có hành thiền, có tu tập 15-20 phút, so với một người mà không có tu tập gì hết, thì ít nhất á, cái con người có hành thiền á, nó vẫn lành hơn cái con người kia. Ha. Sư nói tốt thì vẫn có tốt, nhưng mà nếu mà nói để cho coi cho được á, coi cho được thì nó chưa đâu, chưa tới đâu đâu, chưa tới đâu. Giống như á, một cái đứa lớp 1 á, nó biết chữ A B C, nó mới học xong A B C 24 bảng chữ cái, dù sao thì nó vẫn tốt hơn là cái đứa mà nó thất học, cái đứa nó dốt chữ, nó không biết chữ. Nhưng mà cái sự biết 24 bảng chữ cái đó không là cái gì so với một cái vị giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ, không là cái gì hết trơn, nhưng mà thôi có còn hơn không ha. Còn mà quý vị muốn mà nó cái việc hành thiền của quý vị mà nó tốt á, thì như sư nói quý vị phải có những cái ngày miên mật. Đó là những ngày gì? Những cái ngày phát quan trai, quý vị những cái ngày trai giới đó, ví dụ như một tháng 14-30, thí dụ như vậy, một ngày nghỉ làm, sư nói là nghỉ làm nhưng không có đi làm, đi làm đừng có nói trai giới, trai giới là không có đi làm nha. Nghỉ làm, thọ giới, hành thiền miên mật, dẹp hết toàn bộ các cái mối liên kết đối với gia đình, coi như là cái chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, chuyện nhà, chuyện cửa, rồi chuyện con gà, con chó, chuyện đàn ông, đàn bà, dẹp hết một bên. Quý vị tập trung, quý vị hành thiền thì quý vị mới tạo ra được một cái sự tu tập đáng kể, có nghĩa là đó. Chứ còn cái chuyện mà mỗi ngày tu 15 phút 20 phút đó, thì nó chỉ là cái kiểu có hơn không, như đứa con nít mà nó biết 24 bằng chữ cái thôi, chứ đừng có nói mà mình so sánh với anh lớp 5 hay là so sánh với cái anh lớp 12, so sánh với một cái anh sinh viên ha. Đó. Ngoài ra đó, sư còn một cái gợi ý nữa là nếu như mà quý vị có cái sự có lòng đó, có lòng đó, thì quý vị theo dõi hơi thở không nhất thiết là cứ phải một ngày ngồi 15-20 phút như vậy, mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị cũng có thể theo dõi hơi thở được. Ví dụ như trong cái lúc mà chờ chờ xếp hàng, hoặc là trong cái lúc mà đang chờ làm giấy tờ, hoặc trong cái lúc mà đang chờ khám bệnh, hoặc là thậm chí sẽ nói là trong cái lúc mà quý vị đang chờ đèn đỏ, thì quý vị vẫn có cơ hội mà quý vị quay trở lại hơi thở được. Nhưng mà nói thì sư nói là cái kiểu lý tưởng thôi, chứ sư không tin là quý vị làm được chuyện đó thường xuyên đâu ha. Làm ngày này qua ngày khác, tại vì cái kiểu người mà làm được như vậy đó là cái kiểu mà hành miên mật. Còn mình nói thì nó chỉ là cái thiện chí thôi, một cái lý tưởng thôi. Để chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Sư con hỏi là khi con thành lập một nhóm Phật tử tu tập, nhóm đã duy trì được 6 năm, nhưng thời gian gần đây phiền não quá nhiều khiến con muốn lui về và giải tán nhóm. Như vậy đó, con có tạo nghiệp không? Vì khi con giải tán nhóm thì sự tu tập
Thỉnh sư thuyết pháp cho nhóm, giúp mọi người thì được cúng dường, được phục vụ sẽ không còn nữa. Vì là nhóm Phật tử thanh thiếu niên, như vậy con có tạo nghiệp không thưa sư? Quý vị làm suy nhớ đến một cái bài mời kệ trong Kinh Pháp Cú á, là nếu không gặp bạn đồng hành hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như voi bỏ nước vong suy như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Đó. Thà rằng chiếc bóng độc hành, rồi hình như là còn hơn gần gũi những cái kẻ ngu. Thì nó như thế này, cái quan trọng á, là cái tiêu chí mà cái nhóm của quý vị là tiêu chí như thế nào. Ví dụ như cái tiêu chí đó là một cái nhóm nó phải tu tập, nó phải có cái sự hành trì, nó phải có sự hành trì. Nhưng mà sau một cái thời gian đó thì họ không có hành trì nữa, mà nó thành một cái nhóm gì đó, ví dụ như là tăng dốc, phí thời gian, hoặc là thành một cái nhóm bất thiện. Ngay cả, xin nói ngay cả như vậy đó, thì cái chuyện mà quý vị có thể làm đó là nhường lại cho người khác, có nghĩa là thôi, ai muốn quản lý cái nhóm này thì quản lý, tôi lui, tôi không theo cái nhóm này nữa, bởi vì nó không còn như cái đường hướng ban đầu mà tôi đã định ra đó. Nó vậy thôi. Còn cái chuyện những cái con người còn lại đó, cái nghiệp của họ như thế nào là chuyện của họ. Còn giả như là một cái nhóm mà tệ quá, tôi nói là tệ quá, có nghĩa là tà kiến, rồi phá giới, rồi ăn chơi sa đọa. Đương nhiên cái nhóm này thì không phải là cái nhóm Phật tử rồi, mà sư giả sử như là một cái nhóm mà bạn ở ngoài đời đó, mà nó là một cái nhóm ăn chơi đó, thì quý vị chỉ đơn giản là quý vị giải tán đám đông, như là một cái dịch Covid này là giải tán đám đông mà không có tụ tập gì hết trơn á đó. Nhưng mà khi mà một nhóm mà quý vị thấy là họ còn có cái sự lợi lạc, ví dụ như là họ còn có cái sự nghe pháp, còn có sự cung kính cúng dường, còn có sự tu tập, mặc dù là dù ít dù nhiều thì có, thì vẫn cứ là có đó, thì quý vị chỉ đơn giản là lui về. Nếu mà quý vị thấy không hoan hỷ nữa thì không ai ép quý vị mà cứ phải gồng mình lên để mà chịu đó, thì quý vị có thể lui về, rồi thì ai muốn tiếp quản thì tiếp quản. Mỗi người đi theo cái nghiệp của mình, quý vị thì có nghiệp của quý vị, họ có nghiệp của họ đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, con thấy rằng bây giờ trên mạng xã hội có rất nhiều hình ảnh các vị sư, các sư cô, các cô tu nữ. Con thấy rất nhiều hình ảnh đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh. Khi những hình ảnh đó, thấy những hình ảnh đó, con rất hoan hỷ. Nhưng có một số hình ảnh con thấy hơi thực sự chưa phù hợp. Ví dụ như là check-in ở khu du lịch, hình tự sướng, tạo kiểu dáng điệu đà. Có những lúc khi nhìn vào những hình ảnh như vậy, thực sự con thấy không được phù hợp. Con hay nổi lên tâm bất thiện, con biết như vậy là không tốt, nên con đã unfollow những trang hay cá nhân có hình ảnh như vậy. Qua mạng xã hội, con đã tìm được những vị sư có hình ảnh rất hoài nghi,
dù chưa gặp qua ngoài đời nhưng con thấy rất tôn kính và quý mến. Con kính mong sư giải đáp giúp con. Con thấy những hình ảnh mà tâm bất thiện nổi lên là do tâm bất thiện của con nhiều quá, hay là hay có một phần nhỏ nào đó là do những hình ảnh kia không ạ? Thưa quý vị đó, cái mạng xã hội bây giờ nó có những cái tiện mà nó cũng có những cái mà mình gọi là sự bất cập. Đó là khi mà người ta đưa những cái hình ảnh ăn chơi của họ, họ khoe công khai. Đúng. Trong số đó thì cũng có một bộ phận người xuất gia. Nó cái chuyện này á, mình không thể nào nói là tại anh hay tại ả được, mà mỗi người nó đều có cái lỗi. Cái thứ nhất á, là xét về cái tu sĩ như là sư đi, sư nói sư để cho khỏi oan cái người ta. Sư rất ngại chụp hình của sư ở những cái nơi mà người ta xem đó là cái nơi để họ vui chơi. Có khi là vì nhiều nguyên nhân mà mình đến những cái khu vực đó. Ví dụ như là Phật tử mời thỉnh mình đến cái khu vực nào nó gần đó thì thấy cái cảnh nó đẹp đó, thì mình nổi hứng gì đó mình chụp hình. Thì phải nói là rất ngại, bản thân sư rất ngại khi mà hồi xưa đó, khi còn sa di á, khi còn sa di thì có đi Vũng Tàu, có đi Đà Lạt thì có chụp hình, nhưng mà ít nhất là mình không có tạo dáng, có chụp hình cảnh thì có. Nhưng mà sau khi lên tỳ kheo rồi đó thì biết hổ thẹn, cho nên là sửa lại là không có chụp hình mấy cái cảnh, mấy cái kiểu đó nữa. Một trong những cái phước, một trong những cái điều thiện của một vị tỳ kheo á, là không có làm mất niềm tin nơi cư sĩ, tức là không có làm cái gì á để cho cư sĩ họ mất niềm tin nơi Tam Bảo. Đi đứng thì cũng ráng đi đứng cho chuẩn, mặc dù có thể vì nó là diễn cũng được, nhưng ít nhất đi đứng là phải cho chuẩn đó. Ngay cả cái sự giao tế trên mạng xã hội cũng vậy. Với chụp hình, nó sẽ nói chụp hình á, mà mình xài mấy cái công cụ mà làm đẹp á, rồi mình nói ai nghe, mình nói cắt sắc nó là khổ, đừng có coi trọng các cái những cái hình tướng bề ngoài đó, phải hiểu ly dục. Mình nghĩ sao mình chơi, mình chụp hình là mình Photoshop, rồi mình xài các cái ứng dụng làm đẹp, mình cà cho nó láng hết, thì cái đó mình nói ai nghe. Rồi Phật tử họ nhìn vô á, nó kỳ ghê lắm. Sư nói một cái vị tu sĩ mà chụp cái hình mà mình làm đẹp, làm các ứng dụng làm đẹp á, nó kỳ ghê lắm. Hơn nữa nó là một sự dối trá, đúng không? Nó là một sự dối trá. Rồi cái nữa đó, là mình chụp hình những cái khu mà mình những cái khu vui chơi á, thì cư sĩ họ sẽ có cảm giác là mình đang chà đạp lên cái niềm tin của họ, chà đạp lên cái của cải mà họ cúng dường. Sư từng gặp một vị mà vị đó chụp hình toàn là những cái khu mà đắc địa không ạ, coi như là vòng quanh thế giới. Thì bị đó treo hết những cái tấm hình đó, treo hết những tấm hình mà ở những cái khu mà vui chơi như vậy á, treo thành một đầy hết cả bốn bức tường. Thì khi sư nhìn á, thì sư mới ngậm ngùi là không biết là Phật tử họ nhìn vô á thì họ có bị mất cái niềm tin hay không. Bởi vì cái sự cúng dường của họ là không phải cúng dường để cho vị này đi nơi này nơi kia như vậy đó,
Cho nên một vị tu sĩ ít nhất là vì đó cũng nên làm một chuyện là mình lỡ mình có dễ vui thì dễ vui một mình thôi. À, mình có tạo nghiệp thì đi địa ngục một mình thôi. Chứ đừng có nên mà làm mất cái niềm tin của hàng cư sĩ, nó là điều không nên. Mà có khi sư nói như vậy thì nhiều vị họ sẽ phản ứng là sư là cái thá gì mà sư lên giọng dạy đời người ta, nó ác vậy đó. Trong khi đó mình nói, mình chỉ nói sự thật thôi. Rồi cái nữa đó là cái vấn đề của Phật tử. Cho nên cái lỗi thứ nhất là lỗi của tụi này, đó, lỗi tụi này. Đó. Rồi xin nhìn nhận. À, nhưng mà cái là một số bộ phận những vị tu sĩ mà không có chuẩn mực, nó khiến cho cư sĩ mất niềm tin. Sư nhìn nhận đó là lỗi của một số bộ phận đó trong cái hàng tu sĩ. À, còn cái vấn đề nữa đó là khi quý vị nhìn thấy mà quý vị bất mãn á, thì sư xin hỏi là cái mục đích mà quý vị không hoan hỷ là do đâu? Ví dụ như là quý vị không hoan hỷ là do quý vị nghĩ đến chánh pháp đó, nghĩ đến là như vậy thì không có được cái sự trang nghiêm cần thiết của một vị tỳ kheo, không có giúp cho cái chánh pháp được tồn tại lâu dài, nó sẽ khiến cho các cái ngoại đạo chỉ trích, nó sẽ khiến cho những người không có niềm tin sẽ không phát khởi niềm tin, còn những người đã có niềm tin họ sẽ suy giảm niềm tin. Thì do đó mà quý vị phiền não, thì do đó mà quý vị chỉ trích đó, thì ít nhất thì nó cũng khởi nguồn từ cái thiện chí. Nhưng mà quý vị nên nhớ là trong cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc vừa rồi thì sư đã nói muốn chỉ trích một người trí, nó chỉ trích nó khác với một kẻ ngu chỉ trích. Kẻ ngu chỉ trích đó, thì nó chỉ nói cho sướng cái miệng nó thôi. Còn bậc trí chỉ trích là họ chỉ trích dựa trên những cái tiêu chí sao? Thứ nhất là đúng sự thật, thứ hai là đúng thời điểm, thứ ba là có lợi ích, thứ tư là bằng một cái lời nói có suy tư. Có nghĩa là mình nói như thế nào đó để cho họ nghe mà nó lọt lỗ tai. Thậm chí nói nghiêm khắc thì cái sự nghiêm khắc đó cũng là một cái sự nghiêm khắc có suy nghĩ, chứ không phải là sự nghiêm khắc mà do bộc phát. Đó, đó là cái lời nói mà có suy tư. Cái thứ năm á, là nói bằng từ tâm. Cái điểm này rất quan trọng. Thì khi mà một cái người trí mà có được năm điểm này đó, và người trí đó còn suy xét lại coi là khi ta chỉ lỗi một ai đó như vậy, ta có phạm cái lỗi tương tự hay không. Đó, nếu như vị đó không phạm cái lỗi tương tự, thì ta suy xét thêm một cái điểm nữa, đó là khi ta nói như vậy đó, ta có rơi vào bốn cái pháp thiên vị hay không. Có nghĩa là thiên vị vì thương, tại vì mình thương nó đó. Thiên vị vì ghét, rồi thiên vị vì sợ, và thiên vị vì thiếu hiểu biết. Khi mà vị đó suy xét ta không rơi vào bốn pháp thiên vị, ta không phạm cái lỗi tương tự, và ta nói đó bằng đủ năm chi phần của một lời nói, thì khi đó vị cái người trí đó họ mới lên tiếng chỉ trích, chứ không phải là như cái kiểu ở trên mạng thấy ông sư hoặc một vị tu sĩ đó làm gì không đúng là mình chỉ trích bằng cái tâm sân, bằng một cái sự soi mói, bằng một sự dè biểu đó, thì nó là cái sự chỉ trích của kẻ ngu, nó khác với sự chỉ trích của bậc trí. Rồi cái nữa là do đâu mà mình nhìn thấy như vậy? Khi mà mình, quý vị, con mắt của quý vị á, mình nhìn thấy những cái cảnh bất thiện á, thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nó có một trong số đó, có một nguyên nhân như vậy, là khi chúng ta tạo các cái nghiệp bất thiện
thông qua cặp mắt. Ví dụ như mình nhìn, mình đã từng tạo các cái nghiệp bất thiện bằng cặp mắt. Ví dụ như mình liếc xéo, liếc ngang, liếc dọc, liếc soi mói đó, hoặc là nhìn với ai đó với một cái nội tâm ô nhiễm, thì là mình đang tạo các nghiệp bất thiện bằng cặp mắt. Thì khi quả nó trổ á, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cảnh không vừa lòng. Ví dụ như chúng ta phải nhìn thấy những cái cảnh xấu, như là mình thấy bãi rác, mình thấy những cái cảnh chướng tai gai mắt, mình hoặc là thậm chí vô chùa thì mình cũng thấy những cái cảnh mà không có đẹp của hàng tu sĩ lên mạng, thì mình cũng thấy những cái cảnh nó khó ưa. Đó là khi mình tạo các cái quả xấu bằng cái cặp mắt á, thì nó sẽ mình tạo những nghiệp xấu bằng cái cặp mắt, những nghiệp ác bằng cặp mắt, thì mình sẽ, cặp mắt của mình á, nó sẽ phải nhận lấy cái quả, đó là nó phải nhìn thấy những cái hình ảnh mà mình không thích. Tại sao cũng một cặp mắt, cũng một cặp mắt mà có người á, họ mở mắt ra họ nhìn á, là thấy một cái dãy tăng đoàn mà trong sạch về giới hạnh, có định có tuệ, đi khất thực rợp cả một cái vùng trời. Tại sao? Còn có những người họ mở mắt ra họ nhìn á, thì thấy những cái vị thầy phá giới, những cái vị sư không có nết hạnh, những cái con người mà mượn đạo tạo đời. Tại sao á, cũng một cặp mắt mà có người á, nhìn thấy những vị thầy vĩ đại, những vị thầy hướng dẫn pháp học pháp hành, những vị thầy biết được đây là giới, đây là định, đây là tuệ, đây là kham nhẫn, đây là từ tâm. Nhưng mà tại sao cũng một cặp mắt mà có người á, lại nhìn thấy những cái nơi mà họ chỉ biết cúng dường lễ bái một cái vị thầy bất xứng đó, họ chỉ đến họ chỉ thấy được những cái con người không giới, không định, không tuệ, không thiền chỉ, không thiền quán, mở miệng ra thì nói toàn là những cái lời vô ích, mở miệng ra thì nói toàn là những cái mà tà kiến đó, thấy chưa? Khi mà, cho nên nó sẽ lặp lại, khi mà quý vị á, dùng cái cặp mắt của quý vị á, mà quý vị tạo những cái nghiệp thiện á, thì quý vị sẽ được cái quả là mình nhìn thấy những cái cảnh lành. Còn mà khi mà mình dùng cặp mắt để mà tạo các nghiệp bất thiện á, thì mình sẽ nhận cái quả là cũng gặp mắt mà mình toàn tiếp xúc với những cái cảnh chướng tai gai mắt đó. Cho nên cái chuyện mà mình thấy những cái cảnh mà không như ý, một phần cũng là do cái nghiệp của mình, nhưng sư nói không phải tất cả nha, đừng bao giờ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp đó. Rồi đó là do mình. Rồi một cái nữa cũng do mình đây nè. Khi mà mình, một ai đó có lỗi đó, tạo các cái nghiệp bất thiện, ai đó có lỗi làm sai đó, là cái chuyện của người ta, cái nghiệp của người ta, cái chuyện của người ta. Người ta làm sai, người ta đi địa ngục là chuyện của người ta. Còn khi mà mình phiền não á, thì nó trở thành cái vấn đề của mình. Hiểu chuyện đó ha? Khi mà mình phiền não là nó thành cái vấn đề của mình. Còn cái chuyện họ làm bậy á, nó là chuyện của người ta. Còn khi mình phiền não là nó thành cái vấn đề của mình. Cho nên á, giải quyết cái phiền não của mình trước. Ví dụ như khi mình nhìn thấy một cái hình ảnh là một cái vị sư, là một cái vị thầy mà bất xứng đó, thì khi một cái tâm sân nó xuất hiện á, quý vị lo giải quyết cái tâm sân của quý vị trước. Tại vì khi đó cái ô nhiễm của bản thân mình nó quan trọng hơn. Giải quyết ô nhiễm của mình trước. Sau đó đó, vừa rồi quý vị muốn giải quyết như thế nào đối với cái vị thầy đó thì mình làm tiếp. Ví dụ như không theo dõi nữa, chặn, hoặc là như thế nào đó, hoặc là thậm chí quý vị muốn chỉ trích thì làm ơn nhớ lại cái lời sư nói ngày hôm nay. Muốn chỉ trích thì chỉ trích của một bậc trí, chứ không phải chỉ trích của kẻ ngu.
Đó là lý do mà sư mở lớp dạy 38 pháp hạnh phúc như vậy đó. Nó sự khác biệt rất lớn giữa một bậc trí và kẻ ngu khi mà chỉ trích một đối tượng ha. Rồi, ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, khi thực hành pháp Anapanasati có nghĩa là thiền thở vào thở ra đó, thì làm sao để đạt được định, làm sao để đạt được tuệ, các thực hành như thế nào? Một số thì sư phân tích chỉ cần thực hành 4 hơi thở đầu trong 16 hơi thở là phải đạt tứ thiền, có đúng như vậy không? Thì thưa quý vị đó, thứ nhất á, cái định á, quý vị phải phân biệt được cái định và cái các cái tầng thiền nha. Tại vì cái trạng thái định tâm á, nó chẳng qua là cái trạng thái tâm nó không có tán loạn, tâm nó tập trung vào đối tượng. Ví dụ như khi quý vị theo dõi hơi thở thì tâm của quý vị nó tập trung vào hơi thở. Nó tập trung vào hơi thở, nó không tán loạn. Thì khi đó quý vị đang có định ở hơi thở. Nhưng mà cái kiểu mà quý vị hỏi để đạt được định á, thì sư nghĩ là quý vị đang nhắc tới cái chuyện mà đạt được các cái tầng thiền, có nghĩa là đạt được cái sự kiên cố định. Thì khi mà quý vị thực hành á, mà để đạt được các cái tầng thiền á, thì quý vị phải nắm được cái tướng của hơi thở, phải nắm được cái tướng của hơi thở, và quý vị định tâm trên cái tướng của hơi thở như vậy đó, tức là cái nimitta đó, định tâm trên cái tướng của hơi thở một cách liên tục, một cách miên mật. Thì khi mà cái sự định tâm nó được duy trì như vậy, nó được rèn luyện như vậy đó, nó càng lúc đó, nó càng khăng khít với cái tướng của hơi thở, thì nó sẽ dần tiến đến cái cận định và dần tiến đến cái kiên cố định. Nhưng mà cái này đó sư nói thì chỉ nói trên lý thuyết thôi, còn khi mà quý vị thực hành thì quý vị phải thực hành chứ, còn quý vị không thể ngồi để quý vị nghe rồi bắt đầu quý vị tưởng tượng một cái tướng hơi thở rồi quý vị bắt đầu là quý vị tập trung vô đó. Nó phải là một cái sự thực hành. Khi thực hành như vậy thì quý vị mới kinh nghiệm, mới thực chứng được cái tướng hơi thở nó như thế nào. Và quý vị phải làm sao để quý vị tránh được hai cái cạm bẫy. Cái cạm bẫy thứ nhất là cạm bẫy của sự xúc chạm, cạm bẫy thứ hai là cạm bẫy của sự chuyển động hơi thở. Cái này là sư đã nói qua, sư đã nói qua về cái thiền hơi thở. Quý vị muốn rõ hơn thì làm ơn mở cái kênh YouTube của sư, xem lại các cái bài giảng trong Phật pháp nền tảng đó, hoặc là trong cái vấn đề là vấn đáp Phật pháp thì sư có nói rồi, bây giờ sư không có lặp lại nữa. Còn cái tuệ đó thì nó có hai, thứ nhất là cái trí tuệ quán, thứ hai là cái thắng trí. Cái thắng trí ở trong thiền chỉ thì nó chính là thần thông. Muốn đạt được thần thông đó thì vị đó phải thuần thục 10 cái đề mục cá xí ná, thuần thục 10 đề mục cá xí ná, quán xuôi quán ngược đó, thuần thục 10 cái cá xí ná thì vị đó mới đưa đến cái thắng trí của mình có thần thông. Còn hơi thở á, thì nó chỉ là một bước, có nghĩa là khi mà vị đó đạt được các cái tầng tứ thiền hơi thở rồi đó, vị đó muốn luyện tập các thần thông thì vị đó phải rèn luyện 10 cái đề mục cá xí ná. Rồi cái trí tuệ quán đó thì nó khác ở một chỗ đó, là nó là cái sự soi xét, là cái sự suy xét trong cái Tam Tạng Chỉ Nam mà ngài Ấn Tất Chanh Đá ngài dịch đó,
như là vẫn chưa có phát hành ở Việt Nam. Đó là gì? Cái sự khác biệt giữa thiền chỉ và thiền quán. Thì cái định á, cái định á, giữa cái định và tuệ, thì cái định á, nó có tác dụng soi sáng. Định nó có tác dụng soi sáng, và cái tuệ đó nó có tác dụng suy xét. Nó giống như cái đèn và cặp mắt vậy đó. Nhờ cái đèn mà quý vị có thể cảnh xung quanh nó sáng lên, nhưng mà cái cặp mắt của quý vị á, nó phải suy xét, nó phân tích để biết được đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái vật nguy hiểm, đây là vật không nguy hiểm. Đó. Rồi làm sao cái đạt được tuệ? Thì có nghĩa là cũng thiền hơi thở đó, mà thay vì quý vị tập trung vào cái tướng của hơi thở, nó khác chỗ này. Thiền chỉ là quý vị tập trung vào cái tướng hơi thở, tập trung miết để mà nó đạt được định, đạt được các tầng thiền. Nhưng mà thiền quán là quý vị phân tích cái hơi thở, phân tích một cách khách quan. Ví dụ như hơi thở, thở vào dài, biết cái vật chất rất rõ trong cái bài kinh quán niệm hơi thở, biết là thở vào dài, thở ra dài, biết là thở ra dài, thở vào ngắn, biết là thở vào ngắn, thở ra ngắn, biết là thở ra ngắn. Nên nhớ Đức Phật dùng cái từ là biết, chứ không phải là thấy, cũng không phải là cảm nhận. Rồi thở vào bằng tâm có tham, thì đó biết là thở vào bằng tâm có tham. Thở ra, thở vào bằng tâm không có tham, vì đó biết là thở vào bằng tâm không có tham. Thở ra bằng tâm có tham, vì đó biết là thở ra bằng tâm có tham. Thở ra bằng tâm không có tham, vì đó biết thở ra bằng tâm không có tham. Có nghĩa là thay vì vì đó chỉ đơn giản tập trung vào cái tướng của hơi thở, thì ở đây vì đó bắt đầu, vì đó suy xét, vì đó phân tích hơi thở. Đó, thì khi mà vị đó suy xét như vậy đó, thì cái trí tuệ quán nó mới bắt đầu nó sanh khởi. À, tuệ quán nó bắt đầu là mình hay nói là nó có các cái tầng thiền tuệ đó. Thực tế là nó các cái khía cạnh của cái trí tuệ quán. Ví dụ như đầu tiên là biết được đây là danh, đây là sắc, đây là cái sự sanh diệt của danh sắc, rồi đây là cái sự nhàm chán đối với danh sắc. Đó, ví dụ như vậy. Và đương nhiên ở đây sư nói đó, nói sư nói là nó chỉ là nói trên lý thuyết thôi, quý vị phải đi vào, quý vị thực hành cơ. Muốn thực hành thì phải tham dự một cái khóa thiền vài ngày để mà thấy được, để mà trải nghiệm được, để mà vỡ lẽ ra được thế nào là cái trí tuệ quán khi mà theo dõi hơi thở, hoặc là thế nào là cái sự định khi mà theo dõi cái tướng của hơi thở. Phải thực hành, phải đến chùa thực hành trong vài ngày. Chứ còn bây giờ ngồi đây nói đó, thì sư nói là mình chỉ ngồi đây mình tán dóc với nhau thôi. Còn một số thiền sư phân tích đó, là chỉ cần thực hành 4 hơi thở đầu là có thể đạt được tứ thiền. Sư xin thưa là thậm chí không cần 4 hơi thở đầu nữa, mà là 2 hơi thở đầu thôi là cũng đạt được tứ thiền. 4 hơi thở đầu là cũng được, mà 2 hơi thở đầu cũng được. Tại vì chỉ đơn giản là cái chuyện mà quý vị đi đến các cái tầng thiền chỉ, nó là sự tập trung trên cái tướng của hơi thở, chứ quý vị không làm cái chuyện là quý vị phân tích hơi thở. À, sư không biết là bây giờ trời nó đang mưa như vậy đó, là quý vị nghe có rõ hay không? Nghe rõ hay không, hay là nó bị ảnh hưởng bởi cái tiếng mưa? Dạ rõ thưa sư ạ. Rồi, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối ha. À,
Sư, con có thực hành chánh niệm và nghe pháp, đọc kinh sách. Khi đọc hay nghe được những điều hay, con đều rất muốn chia sẻ đến bạn bè. Con thấy rằng thay vì nói những chuyện không đem lại lợi lạc thì việc trao đổi chia sẻ giáo pháp rất là hay. Nên khi nói chuyện với mọi người, con cũng hạn chế nói những chuyện thị phi hay những chuyện kinh tế xã hội, những chủ đề hot trên mạng xã hội. Nếu có cơ hội, con cũng muốn chia sẻ những điều con học và thực hành đem lại sự an vui với bạn bè, nhưng cơ hội rất ít. Từ khi con tránh nói những chuyện thị phi vô bổ thì con thấy bạn bè của con cứ xa lánh dần. Người thân cũng vậy. Khi người thân nói những chuyện hàng nhà hàng xóm, con không muốn nghe và con cũng không muốn tham gia. Rồi con cũng thay đổi cách sống của mình. Khi con sống theo cách của con, có người họ hàng họ nói con là con điên, con cũng không bận tâm về chuyện này lắm. Nhưng mẹ và anh chị em của con lại buồn vì điều này. Con có giải thích vì sao con lại chọn cho mình cách sống như vậy, nhưng dường như mọi người không hiểu được con. Rồi người thân cứ lo lắng cho con, sợ con không lập được gia đình thì không có ai lo cho con. Lúc con về già, con không tập trung hết thời gian để kiếm tiền thì về già con sẽ ra sao? Rất là nhiều vấn đề. Bản thân con thì thấy đối với con, cuộc sống như hiện tại là tốt nhất với bản thân. Xin sư Hoa nghĩ chia sẻ giúp con. Con có thể làm gì khác để cho gia đình con bớt những sự lo lắng như vậy cho con? Rồi. Sư xin hỏi là cái người hỏi cái câu này á, là hiện tại là có ở ở đây không? Tại vì sư muốn biết một cái chuyện á, là khi quý vị hỏi như vậy á, thì rốt cuộc là quý vị có muốn lập gia đình hay là không muốn lập gia đình, nó khác nhau ghê lắm đó. Nó như thế này. Đó là khi mà chúng ta không có nói những cái lời nhảm nhí á, là không có nói những lời vô bổ á, thì đương nhiên là sẽ có những người họ không thích. Nhờ như vậy, sư nói nhờ như vậy mà mình tránh được rất nhiều những cái thứ bạn trời ơi đức hỡi, có nghĩa là tránh được nhiều những thứ bạn mà nó vô bổ. Sư có mong muốn như thế này, thà là mình ít bạn nhưng mà đứa nào đứa đấy nó có chất lượng, còn hơn á nhiều bạn nhưng mà toàn là những thứ bạn bất thiện. Nó giống như là ở trong cái bài kinh hồi nãy mà sư nói đó. Nếu như mà không tìm được cái người bằng mình hoặc hơn mình á, thì thà là sống một mình còn hơn là gần gũi những kẻ ngu. Đó. Có nghĩa là nếu như mà mình không tìm được những cái người bạn mà họ sẵn sàng, họ có chánh kiến, họ sẵn sàng họ chia sẻ về những vấn đề giáo lý, họ sẵn sàng họ nói những cái lời thiện, sống thiện, làm thiện, không có nói những lời vô ích, thì thà là mình sống một mình còn hơn là mình phải sống với những cái con người bất thiện. Những cái người bạn vô bổ á, nó phiền ghê lắm thưa quý vị. Tại vì bản thân họ lãng phí thời gian của họ đã đành rồi, họ lãng phí luôn thời gian của mình. Đó. Cho nên á, quý vị có thể ví von một cái câu á, là tôi chỉ cần ngọc thôi chứ tôi không cần rác, hoặc là tôi chỉ cần cơm chứ tôi không cần đá sỏi, hoặc là như ông Lý Thường Kiệt thì ông có nói một câu là binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa, có nghĩa là lính á, cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Chứ cái thứ mà tạp nham á, cái thứ mà tạp nham á, đụng cái là bể, đụng cái là vỡ. Lính mà không có tinh á, không có tinh nhuệ á, ra trận á, gặp địch nó hù một cái thôi là vỡ trận, mà vỡ trận là coi như là thua trận, là chết, là mất nước. Cho nên á, thà nó ít nhưng mà lính nào nó ra lính đó. Cũng vậy bạn bè, những cái người bạn vô bổ á, đó, khi mà đụng chuyện không có nhờ được đâu. Cho nên nó mới có câu á, là có đụng tự nhiên bây giờ chưa quên, có nghĩa là đại loại là khi mà gặp chuyện á thì mới biết được chân tình, có nghĩa là khi mà gặp đụng chuyện á mới biết được đâu là bạn, đâu là thù.
Có nghĩa là do thường ngày cách chọn bạn của chúng ta chọn như thế nào nó sẽ quyết định là chúng ta có những người bạn như thế nào. Nếu như chúng ta cần những cái con người bạn vô bổ, nói những cái lời vô ích đó, thì chúng ta chỉ chọn toàn là rác thôi. Rồi khi cần á, không tìm được ai trong số đó. Còn khi mà chúng ta cần những cái con người tinh túy thì sư xin thưa mình phải chấp nhận một sự thật là cái số người tinh túy nó không có nhiều, nhưng mà có người nào nó chắc người đó. Vì biết là ở chùa, sư nói bản thân sư ở chùa, cái người cư sĩ tới chùa nhiều lắm chứ, Phật tử tới chùa nhiều lắm chứ, thậm chí là các cái vị tu sĩ, mấy ông sư, mấy ông thầy tới chùa cũng nhiều chứ. Nhưng mà đâu phải ai là sư cũng nhờ chuyện được, đâu phải ai là mình cũng giao quyền cho họ được. Khi mình giao á, là mình phải có sự tin tưởng. Mình sống làm sao á, mà mình giao tài sản của mình cho họ, mình không lo là họ sẽ ăn chặn ăn bớt, không lo là họ sẽ chiếm đoạt, không lo là họ sẽ có cái lòng bất thiện đối với tài sản của mình. Giao tới bạn bè như thế nào đó, để mà khi mà mình có những cái lợi đó, mình tin là bạn của mình không có ganh tị với cái lợi của mình đó. Thì như vậy đó, cái đời sống của mình đó, mặc dù bạn bè nó thì ít đó, nhưng mà nó thoải mái. Còn hơn á, là mình bạn bè rất là nhiều, nhưng mà cái hồi nghĩ lại mình nhờ được ai thì không có ai nhờ được hết trơn trọng. Nó khác nhau, nó khác nhiều lắm chứ. Nhưng mà nói đi cũng nói lại ha, nói đi cũng nói lại, cái nhân nào mà nó đưa đến cái chuyện mình nhiều bạn bè, cái nhân nào nó đưa đến chuyện mình ít bạn bè. Khi á, mà mình làm thiện á, mà mình làm một mình á, mình không có rủ ai hết trơn á, có nghĩa là chúng ta đi bố thí nè, chúng ta đi chùa, đi giữ giới nè, đi hành thiền nè, rồi làm các việc phước thiện á, mình làm có mình, hoặc là nếu mình có rủ cũng rất là ít người, có giới hạn thôi. Thành ra đó, đời sau kiếp khác mình là một người rất là lành, mình có được những cái phước, nhưng mà mình không có bạn rất là ít, tại vì cái nhân của mình không có. Còn có những người đó thì khi họ làm các điều thiện đó thì họ rủ người khác làm chung. Ví dụ như hồi mà sư còn chưa xuất gia đó, khi mà gia đình mà có làm phước cái gì á thì rủ tất cả những người trong gia đình. Ở nhà sư là không là sống theo cái kiểu là tứ đại đồng đường, có nghĩa là bao gồm ông bà nè, cha mẹ nè, cô dì chú bác đó, rồi con cháu của cô dì chú bác cũng ở chung một nhà luôn, một cái nhà lớn như vậy đó. Thì khi mà làm bất kỳ một cái việc thiện nào á, đủ hết, thậm chí mấy đứa con nít á, mấy đứa con nít bao gồm sư hồi trước vẫn còn nít, vẫn có tiền phải không, 1.000, 2.000 cũng được. Hoặc là khi góp gạo từ thiện á, bây giờ không có gạo không, rồi bây giờ cho mấy đứa nít đó, xuống bếp nó lấy cái lon gạo, nó múc bao nhiêu nó múc đó. Thì như vậy đó, khi mà làm các việc phước thiện á, mình rủ người khác cùng làm đó, kêu gọi người khác cùng làm phước thiện chung với mình, thì đời sau kiếp khác chúng ta là người có rất nhiều bạn bè, mà bạn bè đó là những người bạn hiền thiện, những người bạn hiền thiện. Còn khi mà chúng ta làm các điều ác á, những cái điều bất thiện á, mà chúng ta rủ người này rủ người kia đó, thì đời sau chúng ta hưởng các quả bất thiện đã làm rồi, nhưng mà nó còn một cái quả nữa, đó là chúng ta cũng có nhiều bạn bè, nhưng mà bạn đó đó chỉ là những cái thứ ô hợp, có nghĩa là những cái con người không có giới, những con người bỏng sẻn, những cái con người làm các cái việc bất thiện. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại là không có ai là hoàn toàn sống bất thiện, mà cũng không có ai hoàn toàn sống thiện. Cho nên là ngay cả những cái đứa ô hợp á, những cái đứa mà nó sống bất thiện á, thậm chí là những cái đứa mà vào tù ra tội đó, thì bản thân họ cũng có những cái mặt sáng,
cũng có những mặt sáng, nhưng mà chỉ tiếc là những mặt sáng đó nó không có mình. À, thành ra đó, chúng ta tạo cái nhân như thế nào chúng ta sẽ hưởng được cái quả như thế đó. Còn nếu như còn hiện kiếp hiện tại bây giờ, như sư nói, muốn mà gieo cái nhân mà có được những cái người bạn hiền thiện thì làm ơn khi làm các việc phước thiện, bố thí, giữ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ đến chùa, tu phước, vân vân và vân vân. Rủ nhiều người cùng đi với mình, rủ nhiều người cùng làm thiện với mình, thì đời sau kiếp khác chúng ta sẽ có nhiều bạn bè, và thậm chí đời này chúng ta cũng sẽ có nhiều bạn bè là những con người hiền thiện. Ha. Đó. Rồi khi chọn bạn, nếu như mà như tôi nói, nếu như mà mình không có được những cái con người chất lượng, có nghĩa là những cái con người mà toàn thích ngồi lê đôi mắt, chẳng thà mình ở một mình chứ đừng có nên mà gần gũi. Gần gũi họ chỉ có hại chứ không có lợi. Còn cái chuyện mà không có lập gia đình á, thì như sư nói, sư rốt cuộc tôi không biết là quý vị là có muốn lập gia đình hay là không muốn lập gia đình. Hai cái nó khác nhau nhiều đó. Nếu như mà tu gì thì tu nhưng mà vẫn còn muốn lấy chồng, thì quý vị có thể an ủi như vậy. Dù sao thì trái đất này như 7 tỷ người ha. Tôi không có để ý lắm, 7 tỷ, 8 tỷ gì đó. Mình chỉ cần một người thôi, cần chi nhiều, cần có một người thôi. Thành ra đó, không có vội. Cái con người đó phải là một cái con người xứng đáng với mình. Có nghĩa là mình sống thiện thì con người đó phải là một con người hiền thiện, thì con người đó họ mới xứng đáng với mình. Chứ còn mình đâu có cần mà lấy phải một cái ông, ổng về, ổng đánh lên bờ xuống ruộng đâu. Thà là mình không biết, không cưới, còn hơn là cưới về một cái thứ mà nó đánh mình suốt ngày. Hoặc là cưới về một cái thứ mà nó ở với mình mà nó nghĩ tới con khác. Hoặc là nó cưới một cái thứ mà nó suốt ngày nó nhậu nhẹt, nó rượu chè, nó bê tha. Hoặc cưới nhầm một cái thứ mà suốt ngày nó cờ bạc, rồi nó hỏi nhà còn gì đem bán không. Đó, đâu cần cái thứ chồng đó. Cần là cần cái thứ mà nó phù hợp với cái giới hạnh của mình. Mà giới hạnh của mình cỡ nào thì nó sẽ gieo cái duyên để mà gặp được những con người có được cái giới hạnh cỡ đó. Cho nên á, nếu mà quý vị còn ham vui, còn thích lấy chồng thì cứ nói với mẹ là con đâu có cần ba cái thứ mấy cái thằng trời ơi để nó về nó hành nó hạ con đó. Con cần là con cần hàng xịn nha, còn không có hàng xịn thôi thà con ở vậy, chứ còn lấy mấy cái đứa về nó cư xử tệ bạc thì thôi lấy về làm gì đó. Mà con có cái sự tin tưởng là khi mà con sống thiện thì con cũng sẽ ít nhất là con cũng không có lấy cái thứ tào lao đó. Nhưng mà nếu như mà quý vị không có muốn kết hôn thì sống một cái đời sống độc thân nó vẫn tốt thôi, bởi vì ít nhất chúng ta sống một cái đời sống ly dục. Mà như sư nói, cái lợi của một đời sống ly dục nó lợi rất là nhiều so với một cái đời sống hưởng thụ ở thế gian. Mà như sư nói, nếu như mà quý vị không có đi xuất gia được mà cũng không muốn đi xuất giá luôn thì ở vậy một mình nó cũng tốt. Nhưng mà cái người nữ mà sống độc thân một mình á thì nó cũng có những cái sự bất lợi, ví dụ như là không có người bảo vệ đó, không có người lo lắng. Do cái nghiệp, cái bản chất của người nữ là thích nương tựa. Chứ đàn ông mà ổng sống độc thân, sống mình đâu có ai nói năng gì đâu. Nhưng mà phụ nữ sống độc thân thì nó khác. Tại vì cái đặc điểm của người nữ là họ thích nương tựa, thích bảo vệ, thích tìm một cái đối tượng nào đó để họ gá, họ nhờ. Đặc điểm của người nữ nó khác đàn ông. Đàn ông đặc điểm của họ, họ có thể sống độc lập, nhưng mà phụ nữ rất khó sống độc lập.
mà chính do cái chuyện mà khó khó sống độc lập cho nên họ mới tái sanh làm người nữ đó. Cho nên nếu như mà quý vị là một cái con người mà có khả năng sống độc lập, không có thích nương tựa, thì sẽ nói coi chừng là cái kiếp làm người nữ của quý vị nó ít thôi. Tại vì quý vị đang gieo cái chủng tử của một người đàn ông, có nghĩa là mình sống độc lập. Sống độc lập được tốt, ly dục được tốt, biết tu tập tốt, có giới hạnh tốt. Đó. Còn cái chuyện mà kiếm tiền á thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Sư thấy có nhiều người họ nói là cưới nhau hai đứa về thì hay thì làm sẽ nhiều tiền hơn, nhưng mà chưa chắc, thì cũng trước một miệng ăn sau hai miệng ăn, trước xài một thứ về xài double, rồi đó là chưa kể là cưới nhau về bắt đầu là có con có cái, chưa chắc tiết kiệm được hơn đâu, chưa chắc tiết kiệm hơn. Mà thậm chí có người á họ nói như vậy nè, hồi xưa đó khi mà có vợ á thì họ cái đời sống họ khá là chật vật, nhưng mà tới khi mà họ bỏ vợ rồi đó, khi họ ly dị rồi đó, họ mới chợt phát hiện là họ giàu tới như thế nào. Đó có nghĩa là họ thấy là sau khi mà họ không cần phải lo cho bả nữa, không phải lo cho cái cục nợ đó nữa, tự nhiên là mình cái bóp của mình nó nhiều tiền hơn, khi mình không phải theo đuổi các cái sắc đẹp á, thì tự nhiên không theo đuổi những cái sự hưởng thụ á, là tự nhiên là mình giàu hơn hẳn. Tại vì sao? Chi ít đó. Cho nên là cái chuyện mà kiếm tiền á, thì nếu mà mình nghĩ là cái chuyện mà kết hôn mà nó sẽ giúp cho cái chuyện ngủ gì kiếm được nhiều tiền hơn, thì sư nói là nó chưa chắc nha, phải xét lại. Rồi thì như vậy là hết cái phần câu hỏi. Thì sư mong là cái thời mà vấn đáp ngày hôm nay nó sẽ đem lại những cái sự lợi lạc đến cho quý vị. Và xin chia đều phần phước này đến cho tất cả chúng sanh, mong cho chúng tất cả chúng sanh đó có được phước báo để tự phòng hộ, để đem lại cái sự sức khỏe, đem lại sự lợi lạc, đem lại sự trí tuệ để tinh tấn tu tập cho bản thân. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nhất lượng minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan khiếp, nguyện cho nhân loại sớm tu thành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Tham.